Còn trong ngày hôm nay 29 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là của một nữ sinh tố bị hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ. Và trước những cáo buộc này thì ngày hôm nay hiệu trưởng của trường Đại học Y Hà Nội đã lên tiếng về sự việc này. Lời tố cáo của cô gái này nêu cụ thể tên của lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội. Cô cho biết vị hiệu trưởng khi đó là phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Vị này có hứa hẹn xin đề tài giáo viên hướng dẫn cho cô học thẳng lên tiến sĩ, không qua thạc sĩ, do cô đủ điều kiện học như vậy nhưng không thành. Trước những thông tin này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, người được nhắc đến trong câu chuyện của cô nữ sinh chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đã nắm được thông tin nêu trên và đang đề nghị cơ quan điều tra vào làm việc để xác minh thông tin, tránh ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ông và trường Đại học Y Hà Nội.